vẫn giữ kỷ lục với 2,5 tỷ người dùng. Google công bố hiện có 2,5 tỷ lượt người dùng Android truy cập trong cùng một thời điểm, mức cao nhất từ trước tới nay. Con số này cao hơn so với 2 tỷ người dùng kích hoạt trong năm 2017, đánh dấu không chỉ sự tăng trưởng đều đặn của cá nhân Google với tư cách nhà phát triển phần mềm và cả các hãng sản xuất phần cứng cho điện thoại Android, số lượng người dùng Android trên thế giới thậm chí còn cao hơn, bởi thông số của Google đưa ra được đo từ Google Play Store tức chưa bao gồm các dịch vụ app store thứ ba như Amazon Fire Store và hầu hết các thương hiệu tới từ Trung Quốc. Trong khi đó, lượng người dùng kích hoạt trong cùng một thời gian đối với thiết bị iOS ghi nhận vào tháng 1 năm 2019 là 1,4 tỷ, trong số đó, số người dùng iPhone chiếm tới 900 triệu, so với Android. Hệ điều hành iOS của Apple tăng trưởng chậm hơn với chỉ 19% mỗi năm. Tuy có lượng người dùng thấp hơn, song Apple ít gặp vấn đề trong nâng cấp và phân mảnh do tất cả các thiết bị đều thuộc một nhà sản xuất duy nhất. Android thì trái lại, khiến Google gặp rất nhiều khó khăn và thách thức để giảm thiểu phân mảnh. Theo báo cáo của Google hồi tháng 10 năm 2018, chỉ có dưới một nửa số thiết bị Android đang chạy hệ điều hành Oreo hoặc Nougat, hai phiên bản mới nhất của Android. Sự thiếu đồng nhất khiến Google phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tính năng cũng như tiêu chuẩn bảo mật trên tất cả phiên bản Android khác nhau, tại các khu vực khác nhau và từ các nhà sản xuất khác nhau.